Welcome to Mercy, California, abandoned mining town and birthplace of demonic cult, the Watchers of Azazel. On May 4th, 1852, in a local gold mine, James McKay uncovered a number of strange ancient words and symbols. They seem to form the basis of a powerful ritual. James soon began to gather followers as he convinced the townspeople that performing the ritual would bring great prosperity to Mercy. To his horror, it summoned the demon Azazel instead. 154 years later, Sam McCowell has made a pilgrimage to the cursed birthplace of the cult, attempting to harness the power of the ritual for himself. You must stop him before it's too late. Alo. 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 Sao đi bẹt tối thế? Alo, tối đấy. Ôi, tối có ai ở đây không? Alo. Alo. Đây đây. Đây đây. Đây nút đéo nào nhỉ? À đây rồi rồi rồi. Ông em ở đây. Em. Từ từ nhá. Phải làm gì đây? Chuột phải là chiếu UV à đúng nhỉ? Sao tôi chiếu UV hết pin? À rồi rồi. Này, thao dịch cái đoạn đầu lúc nãy được không? Kiểu... đây là kiểu cái mỏ cái làng mình để đào đọc được câu cuối à. em đọc được câu cuối nó bảo là mình trong phải ngăn chặn là... trước khi đúng trước khi quả muộn anh ạ. Ừ, tao cũng vậy. Nhưng mà hình như đào được cái lời mình đào được cái gì nhỉ? Trong cái hang nó có một ông tìm được cái gì ấy, ký tự xong rồi mấy cái đọc cái hiểu ấy, mảnh giấy có mảnh giấy từ lúc đấy em quên mất rồi. Cái gì đây? Dear Red Mary. Ui, cái hiểu gì này, Ê, à? Chỗ này như kiểu chỗ để làm lễ mà mẹ ạ. À, mình phải tìm 10 quyển sách nhỏ anh ơi. Ui, chìa khóa này. Ê, cái này phải có chìa khóa mới mở được. Nói chung là phải tìm đồ. Phải tìm 10 quyển sách nhỏ. Hãy tìm các ngăn tủ đấy các sư mịn. Đây, cái quyển sách như thế này đấy. Đấy á, có đâu quyển sách nào, đâu nhau. Đây á. À, nhưng mà phải cần chìa khóa. Đúng rồi, phải cần chìa khóa cơ. Ê, xem nó có hình không nhá. À. Không, mình sẽ vứt ra đây này. Đây là cái vòng mà hiến tế đấy này. Ok, ai đã trốn rồi? Tao thử. Trốn đâu anh? Có trong người có tủ. À. Ở đây chắc là chỗ để tế rồi mọi người ơi. Đây. Như kiểu ấp trứng ấy. Ừ. Nhớ đây có một cái quyển sách nhá. Ok anh ơi. Đây. Ơ, à, mở cửa luôn nào anh bên. Mẹ. Bấm E một lần thôi. Bấm E một lần. Ờ, em lấy được một cái rồi. Vướng thế. Một sang dùng để đốt. Kìa. Em lấy được một cái vạch móng ngựa rồi. Bình phong này. Vạch móng ngựa này là event thôi, không phải phụ đâu. Ui, bình phong này mà giải quanh nhà bắn nổ hối ô luôn. Ô, sao phòng đéo nào cũng có cái chỗ như ở chỗ lễ nhỉ? Ấn Weapon Store Lookbox. Ô. Ô, anh ơi, có cái bình phong này. Bình xăng làm gì ạ? Tiền ơi, em biết nhưng mà ở bên này có một cái hộp nữa nhá. Tí nữa có chìa khóa thì quay lại nhá. Đây là Weapon Store này, ở kia nó gọi là phòng gì nhỉ? Phòng này là phòng quần áo ấy ạ. Ui, má mà rộng đấy. Ui, con đi lên núi nữa này. Trên này có cái nhà thờ này. Đây có nhà thờ này. Ê, hình như nó trong đây ấy anh ơi. Ê, bình thường nhá, là mình phải kích hoạt nó trước đúng không? Này là gì? Bao diêm. Gơm. Bao diêm. Ui dồi ôi, mẹ mà cái gì đây? Cái gì đây? Nhầm xuống đi. Cần phải có chìa khóa nhà thờ em ạ. Ủa, hai thằng kia đâu? Hả? Ô, đây có bình xăng nữa này. Ui Ben ơi, nhịp mẹ đây nhảy cũng được Ben ơi. Anh xuống trước đi đâu? Cái bình xăng để làm béo rồi nhỉ? Em nghĩ là đốt cũng sắt đấy. Đây có bao diêm này. Mày cầm cái đéo ở đây. Em cầm make kit chưa cần đâu. Xuống đi Ben. Anh xuống trước đi. Tiền kéo tôi đây. Em đâu rồi đây? Em không biết. Xuống đi Ben.
Hèn ơi, xuống đi, xuống đi dưới đây, an toàn cực. Hèn ơi, Hèn ơi, dưới đây có súng này. Hèn ơi, đéo gì đấy. Từ từ xem hai thằng kia đâu rồi. Đây như kiểu nhà tù ấy. Ở đây cũng quyển sách nữa này. Nhưng mà phải tìm chìa khóa đâu ạ. Hai thằng kia đâu rồi? Cái gì chấp chấp ở đây? Ê bọn mày ơi. Cái gì đây? 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 Đâu đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Con ma vừa chạy con mắt em. Chúng mày đang ở đâu? Chúng mày đang ở đâu? Tầng 2. Đây. Em có chìa khóa phòng nhà thờ. Có chìa khóa rồi. Phòng nhà thờ thì lên nhà thờ. Trên nhà thờ bọn tao vừa từ nhà thờ về nhưng đéo chìa khóa. Đây. Em có chìa khóa rồi, chất room key. Đi. Đây để em đi đâu. Em truy. Quay phải, có đường lên núi. Phải. Đây. Đây ạ, điên này ạ. Đây. Vừa con ma. Trong nó như thế nào? Trong nhà. Không, nó là cái bóng ma thôi, nó chạy vụt qua mặt em cái. Tức là mình cầm được cái chìa khóa là con ma nó bắt đầu đi rồi đấy. Đây, em... mở đi. Ừ. Đấy, đúng. Vào đi. Vào đi, đừng đứng cửa, đi pẹ bơ lắp. Đóng cửa vào. Cái đéo gì? Đóng cửa. Đâu dưới đây? Đây, phòng làm lễ đây này. Đây, chắc là làm lễ, nhưng mà bây giờ phải tìm cái gì ạ? Ủa? Sao cái đầu con bò này nó bé xíu vậy anh đâu? Đầu con bò nào? Đấy. Uầy! Con... Ừ, con này là con... Con bò này có vú. Uầy, vú to thế! Đi về chứ có vú. Buồn cười vậy. Hề giống vú thằng vô vậy. Ừ. Nhọn nhọn. Chúng ta cái ảnh không? Bò vú to vậy. Ê, đây có cái gì? Ơ, đây có cục pin. Cục pin á. Ừ, đây có cục pin này. Cục pin dùng để làm gì đâu? Để tí nó chiếu hết pin thì mình nhặt. Anh ơi. Đi ra đây này. Ủa, đây là ra ngoài mà. Không. À thế à? Em vẫn còn chìa khóa nhà thờ, chốt. Ủa nhưng mà. Hay là mặt sau xem. Pin này. Này đéo ra được. Đây có cục pin này. Lên để chóc cổ ạ. Mình chưa hiểu lắm nha. Ấy là bây giờ mình có xăng rồi này. Mình có cái hộp gì nhỏ này. Diêm, đây là bao diêm. Thế từ từ phải xem đốt ở đâu đã. Thế thì mình làm sao để mở được cái hộp kia nhỉ? Em có chìa khóa rồi nhưng mà chỉ cần tìm cái phòng thôi. Anh bảo này. Tìm tiếp vào đầu. Cái đéo gì đấy. Đi còn may phản xạ nhanh. Ê, đi vào nhà thờ anh bảo. Vào đi. Đóng cửa anh bảo. Ừ nha, bây giờ phải nghiên cứu xem là làm đi nào, xong mình gom đồ như lần trước ấy. Chìa khóa, em có chìa khóa nhà thờ thôi đúng không? Có mỗi chìa khóa nhà thờ thôi đúng không? Vâng, đúng một chìa khóa nhà thờ thôi. Đọc đi, đọc tờ giấy này đi, mẹ đéo chịu đọc. Chất ghi. Mary? Nó ghi là có ít thời gian để viết cái bức thư này, tao không nghĩ là cái này còn sẽ được gửi đến mày cơ. Tao sẽ đốt những quyển sách, tất cả những dấu vết của cái nghi lễ và tất cả các cái hiểu biết của những cái gì tao tìm được của ngày hôm đấy. Trong cái đống mine ở đây là nói chung là một mỏ đá. Mine là mỏ. Mỏ. Còn cảm giác như là kiểu 1000 thế kỷ trước đấy. 1000 century đúng rồi. Tao phải nhanh lên. Tao có thể nghe thấy mẹ nó đang tìm thấy tao. James, LeBron James. Đấy. Bây giờ nhá, có hai khu vực, một khu vực trên cao là nhà thờ sách này, một là khu vực ở bên dưới tao này, với cả mình phải tìm cái mine nữa, ra vào cái mine cơ mới biết được có đút nó như nào. Đi tìm cái mine nhanh. Mọi người đâu rồi? Đây này, đây. Đi đây, vào lóc. Đừng vào lóc. Đi đây. Lên. Mở cửa. Ủa.
Cùng mày ơi. Ôi. Dạ. Đâu đâu hết rồi. Nó dưới nhà hay sao ấy? Nó dưới nhà hay sao ấy? Từ từ. Đi rồi, nó đi rồi, nó. Tìm hết rồi. Các phòng xem có cái chìa khóa nào không? Tìm hết các phòng đi. Em có 3 chìa nữa. Mày cứ làm gì đó các mình. Này, bây giờ anh bảo mà chúng mày thấy nó đi lêu hêu ở dưới không? Mình chưa đốt nên là nó còn hiền lắm, không phải lo. Về khi nào đốt cơ? Đúng rồi anh ạ. Thế thì mình không sợ đây. Đi mọi người ơi, đi tìm phòng để mở cửa thôi, nhiều chìa khóa lắm rồi. Ủa, em tưởng mình phải đốt thì mới kích hoạt mấy con ma bé chứ. Đây. Ngoài cửa kìa. Trông nó ngu lắm mọi người ạ. Chiếu đèn nó đi, chiếu đèn đi, ở trong nó ngu vậy đái luôn ấy. Như nó chưa đuổi mình đâu. Cái nến này nó không hoạt động hay sao? Đây đây đây, tao châm được đây. Đấy, cốc mấy cái nến đi đâu nến. Ôi giời ơi. Ui, một cái băng diêm. Một cái băng diêm. Ờ đặt sách rồi. Đặt sách rồi này. Rồi. Mọi người từ em đang tế. Khẩn đi đọc. Ni bác nhà. Alice ba. Macarena. Ô. Có sao nữa? Rồi sao? Tức là đây là quyển sao? Cầm lên thôi. Sáng rồi. Nó sáng rồi. Thế này nó sáng cái nó sáng thì phải cầm đi đâu nhỉ? Cầm đi chắc là ra mấy cái chỗ như kiểu lúc nãy mình mở em vào. Em biết cái mai. Bây giờ là mình đến cái mai này. Ờ đi tìm cái mai ra, tìm cái mai. Phải xác định cái mai ở đâu đã. Cô thao này. Đây là đầu thao. Cô thao là chuồng ngựa mà. Nãy mình quay ra quay phải đâu. Đâu? Đi mọi người. Ô đi luôn, đi phòng luôn, bình rượu luôn, này. Mày phải tìm cách đốt. Vứt hết sách ở đấy ạ. Đâu? Ai đâu? Đây là chuồng ngựa. Đây là lên nhà thờ. Đây. Có đường này. Đây đéo đâu. Ê cái đéo gì đây? Ê bao diêm nữa này. Ma có gì vậy? Có cái mai ở đâu nhỉ? Làm có cái mai nào nhỉ? Có nhỉ? Đây còn mắt kít nè. Ai đâu nhỉ? Hay nó sau nhà thờ nhỉ? Lên nhà thờ xem nào. Yên ơi, thế là nó ở bản mạng. Ủa nó ra sau mình rồi mọi người. Đâu mất kia không? Đéo gì đây? Không có mai ở trong đây đâu anh ạ. Đây này. Em nghĩ là tế ở đây đúng rồi. Đúng rồi. Đây có chỗ. Đặt được. À, rồi. Đổ xăng vào. Từ đốt. Mình phải đặt. Đúng rồi, mình đặt hết đi xong rồi mình đốt một lượt. Đúng rồi. Ôi, cứ vứt đây nhỉ. Rồi đấy, bây giờ nhá. Bây anh em đi tìm sách. Kiếm sang quay gì mình để đây đi. Bây giờ tìm sách nha, xong sách để ghi là của phòng nào mình đến đúng phòng đấy, tế xong rồi nó sáng lên rồi xong đặt vào đây xong đốt một thể. Ok anh ơi. Ừ. Thì anh em kiếm sang đã, kiếm sang đã. Phải thôi. Em kiếm sang này quan trọng. Em một bình xăng chỉ đốt được một đấy thôi à? Vâng, em nghĩ là như thế. Thế thì đi anh em đi gom hết xăng về xong rồi để vào đây đi. Ê. Cái nó trước mặt kìa. Đi gom xăng vào nhà thờ đã. Nào. Đây đi. Rồi, em có quyển sách bách nội, quyển sách bách nội. Tới đây đã. Tới luôn. Đây. Sao đi ra tìm cái bao diêm về đi. Phải có bao diêm đốt. Mấy que nến cơ. Anh Ben có mà. Ủa, sao em đốt được? Ben đốt đi Ben. Cho em vơi. Em đốt được rồi. Believe to you a petagram. Nhìn vào đúng cái nến. Đúng rồi, nó hiện lên cái ký tự đốt nến nè, nhưng mà em bấm me không được. Bấm chuột trái. Trời. Hả? Trái cũng được này. Thế đây, xem nào. Đây để em thử. Được mà. Ờ, được không anh? Kéo có tác dụng. Ráo. Ready to be you. Là sao ạ? Ủa, cái này anh dùng chưa hả anh Ben?
Chưa, còn ba quay im kìa. Tụi mày lấy đây nè, tao đốt một lần rồi. Đây coi. Ui tiếng. Nó đi ở ngoài cổng. Nó đi. Đây. Cái gì đây? Ritual nghĩa là gì? Ritual nghĩa là gì? Nói nó vô, Nhưng mà ritual nghĩa là gì? Ritual là gì kìa đẹp? Đẹp, ritual là gì? Là nghi thức. Em dậy ra quần bật bích. Bỏ cái quyển sách vào đây đã. Không bỏ nữa, nó bảo là nên phải. Mày phải thả vô, mày phải thả xuống mới làm nghi thức luôn. Bỏ vào giữa. Em hiểu. Rồi. Đấy, rồi. Mày bỏ quyển sách được không? Mẹ. Đây, được rồi, ở giữa thôi. Vẫn đéo được. Em thấy. Không, cái này không được. Phải thắp nến trước rồi mới bỏ sách đúng vào rồi, được. Đúng rồi, phải thắp nến trước. Nó bảo là candle must be lit to use the beta gram. Đây. Nó ra đi nhở? Hay là nhầm phòng? Hay là nó phải sáng lên nhở? Như phải sáng lên được cái sao ấy? Không phải, em bảo đây. Nếu may trong cái banh này không phải là cái ký hiệu của cái banh đâu, mà là của nhà khác thì sao? Chỗ này là cái tế của cái khác. Cái quyển sách là hình gì? Quyển sách hình gì? Quyển sách hình gì? Hình đồng tiền anh ơi. Hình đồng tiền gì? Hình quyển tiền. Đồ ơi, nó chân đâu. Ông anh em mình có đèn pin mà đừng sợ anh ơi. Còn em ngay sau lưng anh rồi. Đi. Tao cùng nhau anh chiếu nhá, đi chạy đừng chạy đấy nhá. Cùng nhau chiếu thôi chạy. Đây để em xách trước em. Thằng nào ra cửa nhìn xem là đi lại cái nhà này là nó hình gì nào. Đâu ok anh ơi. Cửa trước cơ. Bên này. Bên này trong nhà này là hình hình đồng tiền mà. Đồng tiền đúng rồi, đéo nữa. Không được. Ui, nó bên cạnh kìa. Ê, hình cái giường. Cái nhào nhở? Cái này. Nó trong nhà đấy. Chiếu ra đi, mẹ à mày. Đâu, nhà nào? Đây nè. Cặp cuốn sách vô đây, anh chỉ cho. Cặp cuốn sách vô đây. Nên anh kêu anh. Rồi. Anh nói trong này. Đâu? Đây nè, nhanh lên. À đây là nó đấy. Đúng rồi, trời ơi. Thế mở nốt quyển này không? Trời ơi. Cửa đóng rồi. Anh tự mở, tự đóng mà. Trời ơi anh Ben vào. Thôi. Vừa thấy nó ngoài kia, ôi nó đi nhanh hơn rồi anh ạ. Đi nhanh hơn rồi. Từ từ đã, vẫn đéo thắp nến được, chúng mày vẫn đéo thắp nến được. Vấn đề gì nữa chứ nhỉ? Sao nó bảo là chưa sẵn sàng để làm lễ nhỉ? À, cho em mượn bao nhiêu? Mình phải đốt từng cuốn anh ạ. À. Nó cao tơ của mình rồi. Đúng rồi. Nó cao tơ của mình rồi anh đồ ạ. À. Làm sao mà đốt từng tất cả cuốn cùng một lúc được? Thế thì tao hiểu rồi. Ừ, đến khi mà mình xong một cuốn là tất cả nó sẽ tắt, xong mình đốt xong cái nó mới sáng lại lên, xong mình mới làm lễ được. Đi thử đi lên đốt thử, đi đốt thử. Ôi trời ơi, mở cửa ra. Một tạc bấm rồi. Mở cửa ra anh Ben. Ôi ơi. Ôi từ từ, như nó chạy dưới hầm với nhau ấy. Nhảy xuống. Sợ anh bảo đấy, em cầm anh bảo, bình xăng. Anh để cái bao diêm ở đây tí, anh em mình làm lễ ở dưới này nhá, cho dễ. Em cứu nhím đã. Nhím ơi, bỏ vào đây, nhím ơi. Nó đi chưa nhím? Mối thế nào? Rồi, dậy. Rồi. Sao mọi người bảo nó chạy dưới hầm lên? Đâu lừa. Đi, mở cửa khó đây. Bên lên nhà thờ đốt quyển sách kia trước. Sau anh em quay lại. Đi. Ủa, mọi người chiếu chung với em là ăn nó rồi đây. Thì tao chiều đây, chúng chú nó chạy mẹ hết ạ. À, bọn mất dậy. Bây giờ mọi người chuẩn bị đi nhanh lên nó ngoài kìa. Đáng rồi. Đi chạy nhanh lên nhà thờ, lên nhà thờ. Mở phải đúng không? Mở phải đúng không? Đi thẳng lên đây. Let's go. Đây.
Rẽ phải luôn, rẽ phải luôn, rẽ phải luôn, rẽ phải luôn. Đi nhím ơi, đi nhím ơi. Đốt xong là nó khùng, nó điên đấy. Đốt đi, đây đây đây. Tao, đây tao bỏ bình xăng ở đây nhá. Tao cầm theo cái bao diêm. Đây 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 đây. Ủa chứ cho cậu mình tè vào nhở. Thì phải con luôn đấy. Đây, đây đấy. Ui rồi, 10 trên 10 á, mẹ 10 quyển à. Ui nó cái này, cái này. Đâu 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 có thấy đâu đâu. Đâu 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 đâu. Nó ngay bên ngoài, nó ngay bên ngoài. Em ngoài sao ấy? Nó vô, nó vô, nó vô. Nó vô này, chuẩn bị vô này. Thôi, 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 xong rồi, tuần này con không về rồi. Tuần này con không về, xin đấy. Thôi ra ngoài đi mọi người ơi. Chạy luôn. Bay lên. Ui, đâu đấy? Nhảy lên nhà xuống à? Đâu đấy? Nó nhảy trên nhà xuống đấy. Thằng này chơi bên vương liệm của anh ơi, nó tác động quá. Thì hình như con này nó không xuống xuống tầng hầm đâu anh ạ. Từ từ em ơi, đúng rồi, từ từ đã. Xem lại vấn đề nó bị làm sao đã. Thế thì game này lỗi rồi, mình nghĩ thôi. Không, nó còn một cái tầng trên nữa mà, còn một chút niệm ở tầng trên nữa đúng không? Nhưng mà cái vòng tròn nó phải sáng. Nó phải sáng lên cơ thì mới làm lễ được. Đi lên chỗ niệm tầng trên đi mà. Let's go. Hay là mình phải tìm theo thứ tự rồi em ơi, phải tìm theo thứ tự rồi. Uff, em biến ngay. Em clear ạ. Anh bảo nhá, bây giờ đi các phòng khác đi xem chỗ nào có phòng sáng mà mình biết luôn nhà đấy là nhà nào, xong mình đi tìm quyển sách của nhà đấy, đúng không? Nó vào kìa, nó vào. Ui. Mà có bài đọc con đấy. Nó đi qua thôi. Qua rồi à? Đi. Đi sang nhà khác, đi sang nhà khác. Đi ra phải đi. Ok. Store này, ai có store? Có, đã mở rồi. Đây, niệm thử được ở đây không anh? Không được, nó phải sáng lên cơ. Đây anh bảo nhá, đi các nhà khác xem nhà nào có sáng ấy thì đi tìm. Bên đây sáng. Đâu? Bên đó. Sao biết? Cái máy nồi này. Đấy, nó phải sáng như này. Đúng. Mở đây. Mày tao có. Ê. Đốt. Còn một cuộn pin này ai lấy không? Cầm đi. Quyển sách về đây đốt đi. Nào để có cục pin ở dưới này. Đây đây. Pin. Ờ, mất nhờ. Alexi ba ba. 1 2 3. Thế thì đéo cần đâu, đốt từng quyển à, đốt một đống cũng được. Ờ nhỉ? Đéo cần đốt một đống được. Đây tao cầm bình xăng lên nhá. Đi để bỏ lên nhà thờ. À, cầm quyển sách đấy, cầm quyển sách đấy, bỏ lên nhà thờ. Rồi. Đi. Đấy, xong mình để ý nhá, chỗ nào sáng thì mình lại. Ấu, xăng là để đốt sách anh ạ. Cái gì? Ôi, anh nhớ lần trước mình thì làm con tiền á. Thì đúng rồi, thì mình phải bỏ hết xăng lên nhà thờ còn đéo nữa. Vâng. Cứ 3 phát 1. Đi qua phải quá. 3 xong. Đây, đường này. Nó sao lưng, ui dồi ôi, bại cái đéo gì đây? Thôi, đấy. Bỏ sách đây. Đóng cửa vào. Chiếu! Ui, chạy đi, nhìn cái đéo gì?
Ngoài ơi. Rồi. Đéo thả quyển sách ở đấy, cầm quyển sách theo đéo gì? Bọn em lo cho anh. Em không đã được, không đã được, thả mất thời gian. Trời ơi. Lên lại đi, lên lại đi. Lên đặt lại, lên đặt lại được, lên là được. Nó đi rồi đấy, nó đi rồi đấy. Ui. 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 Đi vòng kia, vòng kia, vòng kia, đi đúng vòng là được. Đi vòng, đi vòng. Đằng sau anh kia. Đi một vòng, đây có một đường lên, tao vừa chạy xuống đường này xong. Cứ lạ quạnh. Nhà Banh này xong chưa? Ghê quay lại Banh xem Banh sáng dạ. Chưa? Ôi sao anh ơi. Banh lấy sách mình có rồi mà. Mình lấy sách của nhà Banh rồi mà. Đúng không anh? Ê, sao anh không, tao lên lockbox rồi, chưa có chìa khóa. Cái đéo gì đấy. Đéo gì đấy? Đéo gì đấy? Không biết anh ơi. Nó bị điên này cơ. Anh tắt đèn pin cho nó đỡ nhìn thấy mình anh ơi. Ủa đấy, mình nhìn thấy nó đi đấy cả. Thằng bố nhà nó vào, nó điên luôn. Chiều lên. Ôi chạy đi, đừng cứ đeo đi, chạy đi. Thằng nào đóng cửa đấy. Chưa chết, vẫn sống. Địt mẹ, tắt hết cả môi ra rồi. Địt mẹ. Tê. Ác thực sự luôn nè. Địt mẹ. Tê của mẹ em. Cứu anh đâu đi. Đâu. Chìa khóa đây đâu. Em làm gì có. Em chưa có. Đi nhà khác. Đi mẹ, nhà này chưa được. Nhà này, tao bảo. Quyển sách Banh đâu, quyển sách Banh thằng nào cầm ấy. Của sách banh nằm dưới tầng hầm mình đốt thôi mà xuống. Banh chưa đốt chưa xuống, chắc, nó dưới tầng hầm. Ôi anh cầm nhưng cây sáng chưa, nhưng mà nó có sáng đâu không sáng. Thế đi chỗ khác, đi lễ nhà khác, đi em cầm quyển sách theo nhá. Hết đi mẹ chúng mày. từ từ ra cái màu. Từ, để phải chia ra mẹ phòng nào chưa đi, phòng nào ấy đéo chịu đánh dấu vào gì cả. Phòng giường bệnh này, phòng bác sĩ, à phòng. Có. Phòng đi chưa nhỉ? À phòng đi rồi, phòng vừa đi rồi, phòng đốt rồi. Trời ơi. Đốt rồi. Đi về đầu thao đi. Đừng có đi về cuối thao nữa. Đúng, đi đầu thao. Đây. Ờ, có chìa khóa nữa này. Đấy, chìa khóa nữa này, lấy đi. Chìa khóa đây. Gravenous. Stable. Xem cái quyển sách ở đâu? Đi cầm lại chúng mày. Thôi. Xem quyển sách ở đâu đây? Tập trung vào làm nhiệm vụ đấy. Em không thấy. Nó phải có quyển sách trong này kiểu đéo gì đâu. Nó chạy ở ngay ngoài đấy. Ủa, là nhà không? Ê, thôi thì mình phải đi ra chỗ khác rồi, ở đây chỉ cần lấy chìa khóa thôi. Ừ, chắc thế. Không có phòng sheriff rồi. Em đi vào salon với em có chìa khóa phòng. Em la dữ cái mình. Mà em chín mày đấy. Nó sắp scare. Em ghét sắp scare. Nó có chân scare đâu. Nó ngay ngoài luôn. Nó ngay ngoài này. Ờ, lên tầng. Anh mở luôn salon đấy. Mở đi. Em mở rồi. Đấy. Mẹ sao mở được cục pin? À đây rồi. không em. Ủa đéo có bao diêm à? Thằng nào có bao diêm không? Không, em có quyển sách rồi. Trời. Bây giờ ba người cầm ba quyển sách. Tao cầm quyển sách rồi, thằng nào số. Thằng số lấy bao diêm lên dưới tầng 1 có đấy. Ô anh, ê để em. Em vẫn. Ngoài rồi. Ôi, diêm rồi.
bên dưới. Con diêm đâu nhở? Con diêm ở chuồng ngựa có một cái đấy, nhìn ơi. Chuồng ngựa, chạy thẳng về chuồng ngựa ấy. Thôi, chết mẹ rồi sao ấy. Đi ra xem nó ở đâu. Có hoa diêm, có hoa diêm, có hoa diêm. Đốt. Rồi, những lời đàm tiếu loa linh tình. Thôi được rồi đấy. Ui, nó dưới tầng nhà mà nó đâu ấy. Thôi, nó dưới tầng. Được rồi, sáng rồi. Cầm mũi sách tiền đi. Em có hai quyển sách rồi. Bây giờ mình để sách trên kia trước đi đã. Đúng rồi, mình ra bị mất hai slot. Mình đang bị mất hai slot đấy mọi người ạ. Nó lên. Sao đừng nói nữa. Đây, em sẽ là người dũng cảm. Chiếu nha. À, nó xuống rồi. Rồi. Đi, mất. À, mày. Không có, anh ơi. Không phải lo, không phải nhảy, lo. Nhảy xuống được không? Nhảy cũng được đấy. Không nhảy được. Không được, anh ơi. Bây giờ lên đặt sách trước đúng không? Đi lên đặt sách trước. Đặt sách trước đi, đỡ tốn 2 slot cầm. Đi, anh em mình chạy một phát lên nhà thờ đi. Đi. Con này như không lên được cầu thang hay là xuống hầm hay sao ấy. Ờ, tao cũng thấy thế, nó ngu thế đéo nào ấy. Vâng. Nhưng mà hai con này thì không trông chả sợ gì cả. Gom tí đốt lên nó như thằng điên ấy. Lên mọi người ơi, let's go. Ô, cửa sách của em hình trang siêu. Ô, cái nhà thờ bên phải lại sáng nhỉ. Đặt sách đi. Ui, phải đốt bạn ơi, phải đốt mới đặt được. Không, cứ đặt ở đây đã, tí nữa đốt thế, đặt hết đi, đặt đế ra đi. Đấy, thế được rồi. Đây còn quyển đéo gì đấy, quyển ngân hàng à, cầm mức quyển ngân hàng đi. Tao cầm bao riêng rồi. Ngân hàng đây. Thôi rồi, tao cầm bao riêng rồi. Em 2, 3. Ô, xong đi bỏ quyển. Nãy giờ đốt một quyển rồi, 3 quyển mới là được 4 quyển á. Cái quyển em cầm là 5. Ừ, mới được 5 quyển á. 5 quyển nữa cơ ạ. Vai đi. Đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đi, lên đầu tao đi. Ok anh ơi. Em nghĩ là ban sáng rồi đấy. Ban 2 quyển. Chạy đi. Đâu? Có ai đâu anh? Ủa? Có ai? Mẹ, tao vừa thấy nó ngay trước mặt mà. Ôi dồi ôi. Đi nhím, đây, để em NC cho. Ơ, thằng bố nó xem cái tiếng ở đâu nhỉ? Nó mà, nó ở đâu đấy mà. Chiếu. Chạy đi. Được xong rồi thì chạy đi, đừng mà lóc, đi phải. Chạy, đi vòng xong cái luôn, đi vòng xong cái luôn, vòng xong cái luôn. Nhảy xuống đi, nhảy xuống cái lỗ luôn. Rồi, ok. Bánh xe chú sáng lên đây. Bánh chú sáng lên đây. Cái này xong rồi. Xong rồi, ok. Mình phải nhớ được là cái nào xong rồi nhá. Đi lên đầu tao đi. Cái rít xong rồi đúng không? Ok. Thế thì chỉ có đầu tao thôi. Ủa, tao bảo đi lên đầu tao mà. Ờ, thì đi. Đi. Em cầm cái gì đâu? Nhìn đâu rồi? Nhìn đâu rồi? Ê, Phong ơi đã vào đâu? Đâu? Phong nào á? Đấy, nhà Bình đã vào đâu? Ờ, à, em mở cho, mở được. Mở đi. Không được, cho có chìa khóa. To lắm. Sao có một quyển sách ở đây này? Cầm mất quyển sách cho hai. Cầm mất slot. Ôi mẹ, cái này là cái banh lúc nãy mà, trời ơi. À, ôi, bên này là chỗ khác đốt khác, còn cái banh là nó ở bên dưới hầm. Oh. Hai cái khác nhau. Serif vào chưa nhỉ? Serif vào rồi đúng không? Vào rồi anh ơi, vào. Tôi đã vào rồi. Ui, nó trước mặt, nó trước mặt.
salon kìa, vào salon đi, vào salon. Salon vừa salon vào, vào rồi mà. Vừa vào xong mà. Rồi. Ý là để chạy. À em tưởng ở đây có cửa. Ở đâu rồi? Ở trên mình cơ. Thôi. Bố lắm rồi. Đây này. Quay chưa. Ơi phòng. Talon vào, vào Talon vào, vào Talon, Talon chưa vào. Đứng ở ngay trong này rồi, không vào được, không vào được. Vào. Ô Talon lấy rồi. Talon lấy rồi, đốt rồi, đốt đây rồi. Phòng nó đang ở phòng kia. Ui giời, toàn cứt rồi. Cửa này điện chạy được nhanh đội. À không, kẹt rồi. Tắt đèn đi, ta xem nó đi đâu nào. Cái gì phải còn soi đèn pin vào mặt nó nữa. Để ra chửi nó lùi cho nhím chạy. Này thằng lồn. Ơi đi. Mà. Ô nó bị kẹt rồi. Ô không, nó lại nhìn em rồi. Đúng rồi, chiếu đấy. Đi nhím, chiếu đi, chiếu đi, chiếu đi. Chạy đi nhím ơi. Đi 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 đi, đi. Lên đầu tao luôn, đi lên đầu tao luôn, đầu tao. Đầu là chỗ nào? Ồ, đây là hết đầu rồi à? Thế là đéo đủ 10 quyển sách nhỉ? Có đủ 10 phòng đấy đâu? Đây, chỗ này phát sáng này, có đốt luôn không anh? Đây, đây, làm lên đốt, luôn. Đốt, làm luôn. Đây, bao, làm luôn. Làm luôn đi, làm luôn. Đây, 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 đây. Anh em có bao? Em quẹt sao? Đấy, tao quẹt xong rồi. Ấn đi, khẩn. Ok, ritual book does not belong here. Nhâm phòng. Phải quyển sách đấy rồi. Quyển khác. Của? Nhà này. Quyển khác. Nhà này là nhà khẩu súng, nhà khẩu quyển, súng. Quyển súng. Quyển khẩu súng. Weapon store có không? Hỏi thằng Dev ơi. Có chìa khóa weapon store không? Có anh. Vũ khí. Ở đấy đấy, thấy được rồi. Về để tao khẩn cho tao. Đấy rồi, em cầm vào riêng rồi. Đánh ra để tao khẩn đấy mà. Đây em có rồi. Ê, cái chưa thần linh tổ địa hôm nay ngày lành tháng tốt bọn con có ít tiền vàng lấy bạc hương hoa quả bằng chúng mình cho đám phụ trợ gia đình đúng không? Đấy, ngồi đấy. Ok nhá, đấy, đã cầm rồi. Ok anh ơi. Phòng đối diện tôi vào sao nhở? Men lạc đâu mất tiêu rồi. À, sau lưng mày nè. Phòng này xong rồi, phòng đốt phòng đen xì rồi. Xong rồi. Xong rồi, đi thôi. Banh đi. Mà banh xem banh sáng chưa, banh xem banh sáng chưa. Banh là không phải phòng này. Úp. Thằng Dobiu nó biết không phải phòng này phải chưa? Ui, ui. Đây không phải banh à? Không, đây là salon mà. Thế không, phòng đốt xong rồi, phòng đốt xong rồi. Rồi, ui, nó vào, nó lên tầng, lên tầng nó vào. Điên mẹ rồi. Điên rồi. Thế còn hai ông kia sao ạ? Thì không biết. Đâu để em ngó thử đây này. Này, hình như là con này nó ngu, nếu biết lên cầu thang đâu sao đúng không? À, vâng, em nghĩ thế. Chắc cả mình rồi. Ông Ben đâu rồi? Ben ơi! Đi bên ngoài thôi, đi bên ngoài là không lên cầu thang đâu. Ben ơi! Thôi xong rồi. Ôi, có vết máu à? Ôi, thằng kia nó ở ngoài hay sao? Ôi, đi đâu? Một lần thôi. Học lên cầu thang không? Ta nhìn thấy cái gì cả? Ê, kia xong rồi. Đây mày nhìn cho em nhìn cho, nó không lên. Đâu nó? Nó không lên sao? Nó không lên thật anh ơi. Thế nó dưới nhà. Đây để em xách nào. Thế từ từ. Bây giờ làm sao lừa nó để chạy em phòng khác được nhỉ?
Được, mình cứ đi mình chiếu. Đây anh nghĩ là sang banh là hợp lý đấy, chắc sang banh sáng rồi đấy. Anh bé đồ ạ. Đi kìa. Đâm, nó bên phải, Em chạy thẳng sang thôi. Banh. Bên này mà. Ôi, bé đồ ạ. Em nghe tiếng như phát sáng ở ngoài sao ấy. Dưới đúng rồi, có tiếng. Ô kìa, đéo sáng ạ. Đéo sáng cho em ạ. Anh ơi, mình phải đốt thôi, mấy con ma nó cầm mấy quyển sách mình nó bay đi vòng vòng hết rồi. Sao mày biết? Okay. Em mới giết được một con nó cầm quyển sách đi xong. Ô thế à? Đúng rồi, cái cơ chế đó là thế mà lần trước mấy con kia nó cũng cầm quyển sách của mình nó tha đi ấy, để mình không chứ mà không sao, mình dồn lại sách cả đấy được mà. Thế bây giờ nhá, từ có mấy rồi nhỉ? Có ở trên kia là có 3 quyển sách sáng hay sao ấy, mình đốt một phát là thành 4 hay sao ấy. Thế bây giờ đốt 4 đi, à đốt 3 đi, à đốt ừ đốt đốt ừ đốt ừ đốt hết đi. Đốt hết đi xong rồi làm vòng mới. Đi, đốt đi. Tại em thấy con này ngu lắm, đéo lên cổ. Tạo thì nó ngu vậy. Ủa, ở trên đầu thao có sáng không anh? Đéo có, vừa đi vòng rồi đéo thấy đâu cả. Ui. Ui. Nó bắn. Đi lên đường này tiếp anh. Đúng, đi vòng. Ở gặp đứng bố ở đây. À. Ê, thằng ma ngu. Ê. Chưa. Đấy, rồi, đốt đi. Từng quyển 1, đấy, đốt đi. Đóng hết cửa vào. Bên kia đâu ấy? Đóng cửa vào. Cover em nhá. Nó gần đấy, cứ đốt đi. Cho anh em chiếu chạy thì đã quay lại đốt tiếp. Đừng chiếu vội hết pin. Này, quả nữa đi em. Anh ơi, nó điên lắm rồi đấy, tí nó vác khẩu gai gắn ra nó bắn mình ấy, chứ không có khẩu lục đâu. Cái quyển sách này nó sáng đâu? Thì hết rồi đấy, hết sách sáng rồi đấy. Thì đấy, hết sách sáng rồi, bốn quyển là hết rồi đấy. Rồi, chúng bây giờ tí ké thôi. Thằng nào đéo cầm cái bao diêm đi này, bao diêm. Thằng cầm cái bao diêm đi. Đi, nó ngay ngoài, đi, vòng xuống thao, vòng xuống thao luôn, vòng bên trái. Ui, thời tiết thay đổi rồi. Ê, tao lưng. Chạy. Ui, nó bắn xuống thao ấy. Chạy. Nó chạy nhanh lắm. Niệm rồi. Ôi, thằng bé đâu. Thiếu một thằng. Em bắt rồi. Anh Ben chim cút tôi. Xuống dưới check xem là sáng như nào, xuống dưới banh xuống check xem là sáng như nào. Đi. À sáng rồi. Sáng rồi thì đốt mẹ em đi. Ben ơi. Từ, mẹ đéo có medkit. Thằng nào có medkit ở dưới đấy không nhỉ? Đâu ơi. Anh đổ dính đạn đồ block em đâu. Tao có medkit đâu, cứ được Ben với. Không có anh ơi. Cái gì? Medkit bên nhà bên phải anh ơi. Căn bên phải. Căn phải cho em. Tao cứu đó. Rồi có một quyển sách sẵn sáng rồi nhá. Mà mình đốt mình ít ạ. Ui. Mày tập trung chiếu ra, đừng có chạy nữa, tập trung chiếu đi. Anh bảo là anh làm rơi quyển sách rồi, anh phải sang bên phải lấy quyển sách đã, quyển sách rơi xuống của anh. Đây, cover em. Vào đây luôn, vào trong luôn. Đây, rồi, sách.
Ok ok. Em quyền nữa. Chúng mày đốt tanh chưa? Chúng mày đốt tanh chưa? Chúng mày chạy lên tầng, lên tầng 2 đi, nó không lên tầng được. Nó chưa vào. Anh bảo này, có 2 quyển sáng ở đây, đốt 2 quyển này không? Đốt 2 quyển này, 6 quyển là có 4 quyển đấy. Dưới thằng niên. À, anh bảo đi đốt 2 quyển này đi, xong còn 4 quyển tí nữa anh em mình cầm luôn 4 quyển khấn rồi nữa là việc đốt phát đây là xong rồi đúng không? Ok đi. Đi đốt 2 quyển này đi. Cho nó điên hẳn đi. Ừ, đi. Kìa. Ừ, đi. Ai đây? Nào nhím mày làm sao nhím. Đây? Tập trung vào nhím. Đi. Trời vãi lồng. Ngoài đi chung ngoài đi chung ngoài. Chạy thẳng rẽ trái. Đi tao luôn. Bên trái nhá, nó bên trái. Bên trái. Nhanh, nó bắn. Chạy đi nhím ôi, nhím ơi, chiếu đi. Ô, có một quyển này sao để vứt ở đấy? Ô, kịp anh ơi, nó đến rồi mà. À, nhiều ma. Chung ngớ. Chung ngựa sáng rồi đấy. Chung ngựa chứ gì ạ? Thằng nào cầm sắt chung ngựa? Thằng nào cầm sát chuồng ngựa? Ngựa là cái gì ạ? Là sát chuồng ngựa. Ai cầm đấy nhở? Sát chuồng ngựa đâu anh? Ai để đâu rồi? Từ, hình như chưa có sát chuồng ngựa đâu, từ đã. Cầm quyển. Hãy nạp pin, hãy nạp pin. Còn quyển banh anh bảo nhá, bây giờ đốt nốt quyển banh đi, là 6 trên 10, còn 4 quyển kia anh em mình làm nốt cầm cái đồng quyển là xong. Ok không? Ok nha, ok nha. Này, chiều nó sẽ chạy lên trên nhà thờ nhá, Ok. Ủa? Ở đây phải có quyển sát chứ anh nhỉ? Ui, nó bắn! Chiếu! Thôi, chạy lên nhà thờ luôn, đốt quyển kia luôn. Hai thằng mày chạy lên đốt quyển kia đi nhá, lại cứu luôn đếp cái. Ai ạ? Em tất cả nó đã biết. Ui. Đẹp ơi, nó ra ngoài chưa đẹp? Mệt ra rồi anh ơi. Lên đây. Đây rồi, quay trở lại cuộc chơi. Rồi. Ui. Bảo tháp. Rồi, hai thằng kia đang trên nhà thờ, nó đốt xong rồi đấy. Đấy, bên anh em mình gom. Nhưng mà chưa quyển sách chuồng ngựa em ạ, Ui dồi ôi, sắc xa thế. Nhiều ma quá. Từ nhà tao đi cứu thằng kia đã. Cứu anh Ben, cứu. Đây, em đi cùng anh. Đấy, sao giống chết cả hai rồi vậy? Không. Chết được cả hai. Đây. Ok rồi đấy. Bắt đầu đông rồi. Ô kìa, thằng này nó lại còn đi đáy á. Trời ơi. Sao? Trời ơi. Đừng đốt nữa nha, bây giờ còn 4 quyển, tí nữa đốt là xong. Ok coi, mà đang thiếu sách. Từ, em vừa đi uống nước. Từ bây giờ tao bảo đi tìm nốt mấy quyển sách ra đi. Rồi ok coi. Quyển sách chuồng ngựa đâu? Có quyển sách chuồng ngựa. Có. Không mở được. Thế thì quyển sách chuồng ngựa nó nằm ở trên nhà thờ chắc luôn nè, ai cầm nhầm nè.
Trên nhà thờ á? Nhà thờ có quyển sách nào không? Chết rồi. Nhưng có một cuốn sách. Ê, lên lấy. Đi đi, đi lên đi. Lên nhà thờ check nào, lên nhà thờ check lại phát này mà. Ủa thằng nhím đâu à? Mà đau quá. Thằng nhím đâu rồi anh ơi? Cái thằng nhím đâu sau kìa. Đi lên đi, nhà thờ đi anh ơi. Không có, trên này không có quyền nào cả, chúng mày sai rồi. Ôi dồi ôi. Em nhớ có quyển nằm ngay đây nè. Không phải. Không, 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 đốt rồi. Tao chưa nhìn thấy quyển sách chuồng ngựa lần nào luôn ấy. Sao. Tao quyển đốt hết rồi. Nhím ơi. Ui, nó chạy, nó chạy dưới biển. Chiếu giúp tao với, trời ơi. Ui. Chết mẹ, chết nốt mẹ rồi. Cứu tao với, trên này có medkit này. Cứu tao với, trên này có medkit này. Đép ơi, bỏ lên trên này có một cái medkit nữa đép ơi. Medkit phòng trọng. Biết chạy lên cầu thang rồi. Nó biết chạy lên cầu thang rồi. Thế là 6 quyển là nó biết lên cầu thang đấy. Vâng. Thế nhỉ? Còn một thằng ở đâu nhỉ? Còn nhìn cơ lắp thôi mà. Nhím ơi, trên tầng mà. Tụi đi đâu rồi? Enough already!
Ui. Mẹ ấm thế. Thế. Cày thế giờ. Mình biết cách thôi rồi. Ờ. Ui, cái đoạn cuối nó toàn đuổi mình em thôi. Nó chạy nhanh vãi lồn ấy. Ra đi con đi, ra đi con đi. Quýt 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 quýt. Nó chạy như điên ấy. Thấy anh. Mẹ ấm nghỉ thôi mẹ, tao bị hù mấy lần tao sợ quá. Bà bảo chiếu đéo thằng nào chịu chiếu cả thề cay vậy. Ờ anh phải vừa chiếu vừa lùi ấy, em thấy không lùi. Chứ mẹ mày lùi vãi đái, chúng mày phải chiếu tao. Tao chiếu mấy con ma hết mẹ pin rồi. Em cũng hết pin rồi. Cay vậy đấy. Thôi nghỉ thôi, biết thôi, sau anh em vào phát 30 phút phá đảo luôn. Nhưng mà con này không sợ lắm anh ạ. Ờ con này đéo sợ. Con này bình thường. Con này đỡ sợ hơn. Vui vui ấy. Không sợ. Mà nó chạy như điên.